Để móc được một chiếc mũ sinh nhật, các bạn cần chuẩn bị cho mình là len màu trắng, màu vàng, màu xanh, kéo, kim khâu, kim móc, mình sẽ chọn là đầu 3.0. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng bằng len màu xanh này, móc quả bông nhé. Các bạn tạo một vòng tròn ma thuật. Lên một bính, móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2. Sang vòng số 3. Vòng số 3 các bạn sẽ móc như sau. Từ vòng số 3 đến vòng số 5, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 5, bạn sẽ dừng lại và nhồi vào đây một ít bông. Hàng số 6, các bạn sẽ móc là 6 mũi giảm.
Kết thúc vòng số 6, các bạn cắt len. Mình đã xong một quả bông rồi. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng len màu vàng để móc cái phần mũ nhé. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Lên một bính này. Móc vào đây là 8 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Rồi lại đến một mũi đơn. Sau đó lại một mũi tăng. Các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy đến hết vòng. Kết thúc hàng số 2, sang hàng số 3, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc hàng số 3. Sang hàng số 4. Đầu tiên là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Sau đó lại là hai mũi đơn. Rồi đến một mũi tăng. Lại hai mũi đơn. Đến một mũi tăng. Hai mũi đơn, một mũi tăng và cuối cùng là một mũi đơn. Kết thúc hàng số 4. Sang hàng số 5, các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc hàng số 5. Sang hàng số 6, các bạn sẽ móc đầu tiên là 3 mũi đơn. Sau đó là một mũi tăng. Rồi lại 3 mũi đơn. Xong lại đến một mũi tăng. Và các bạn lặp đi lặp lại như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 6, sang vòng số 7, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn.
kết thúc vòng số 7 sang vòng số 8. Đầu tiên là hai mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Tiếp tục các bạn sẽ móc là 4 mũi đơn. Sau đó đến một mũi tăng. Rồi lại 4 mũi đơn. Xong đến một mũi tăng. Các bạn lặp lại cho mình một lần nữa nhé. Cuối cùng là hai mũi đơn. Và kết thúc vòng số 8. Sang vòng số 9, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 9. Sang vòng số 10. Đầu tiên là 5 mũi đơn. Sau đó là 1 mũi tăng. Rồi lại đến 5 mũi đơn. Sau đó là một mũi tăng và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 10. Sang vòng số 11. Các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Cứ một vòng tăng mũi thì đến vòng sau lại không tăng. À, các bạn cứ làm như thế đi. Kết thúc vòng số 11, sang vòng số 12, các bạn sẽ móc đầu tiên là 3 mũi đơn, tiếp theo là 1 mũi tăng, tiếp theo các bạn sẽ móc là 6 mũi đơn. Tiếp tục lại là một mũi tăng, rồi lại 6 mũi đơn. Sau đó là một mũi tăng. Các bạn lặp lại một lần nữa.
cuối cùng là ba mũi đơn. Kết thúc vòng số 12, sang vòng số 13. Vòng số 13, các bạn sẽ đổi sang len màu trắng nhé. Các bạn sẽ cắt cái len màu vàng này đi. Sang vòng số 13, các bạn sẽ móc như sau. Các bạn lên hai bính này, móc vào chân lên bính là hai mũi kép đơn chung một chân. Các chân còn lại các bạn cũng móc là hai mũi kép đơn chung một chân.
kết thúc vòng, các bạn cắt len. Và mình sẽ móc thêm một cái đường viền màu xanh nữa nhé. Các bạn sẽ chuyển sang len màu xanh ở hàng tiếp theo. Và các bạn sẽ móc như sau. Lấy len này, sau đó lên một bính, móc vào cái chân lên bính đấy một mũi đơn này, chân tiếp theo một mũi tăng này, hai mũi đơn chung một chân ấy. Rồi lại một mũi đơn, sau đó là một mũi tăng, và các bạn móc như vậy đến hết vòng. Cứ một mũi đơn, sau đó lại đến một mũi tăng. Để móc được một chiếc mũ sinh nhật, các bạn cần chuẩn bị cho mình là len màu trắng, màu vàng, màu xanh, kéo, kim khâu, kim móc, mình sẽ chọn là đầu 3.0. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng bằng len màu xanh này, móc quả bông nhé. Các bạn tạo một vòng tròn ma thuật. Lên một bính, móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2. Sang vòng số 3. Vòng số 3 các bạn sẽ móc như sau. Từ vòng số 3 đến vòng số 5, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn.
Kết thúc vòng số 5, bạn sẽ dừng lại và nhồi vào đây một ít bông. Hàng số 6, các bạn sẽ móc là 6 mũi giảm. Kết thúc vòng số 6, các bạn cắt len. Mình đã xong một quả bông rồi. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng len màu vàng để móc cái phần mũ nhé. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Lên một bính này, móc vào đây là 8 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Rồi lại đến một mũi đơn. Sau đó lại một mũi tăng. Và các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy đến hết vòng. Kết thúc hàng số 2, sang hàng số 3, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc hàng số 3. Sang hàng số 4. Đầu tiên là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Sau đó lại là hai mũi đơn. Rồi đến một mũi tăng. Lại hai mũi đơn. Đến một mũi tăng. Hai mũi đơn, một mũi tăng và cuối cùng là một mũi đơn. Kết thúc hàng số 4. Sang hàng số 5, các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn.
thúc hàng số 5. Sang hàng số 6 các bạn sẽ móc. Đầu tiên là 3 mũi đơn. Sau đó là một mũi tăng. Rồi lại 3 mũi đơn. Xong lại đến một mũi tăng. Và các bạn lặp đi lặp lại như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 6, sang vòng số 7. Các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 7, sang vòng số 8. Đầu tiên là 2 mũi đơn. Tiếp theo là 1 mũi tăng. Tiếp tục các bạn sẽ móc là 4 mũi đơn. Sau đó đến 1 mũi tăng. Rồi lại 4 mũi đơn. Xong đến 1 mũi tăng. Các bạn lặp lại cho mình một lần nữa nhé. Cuối cùng là 2 mũi đơn. Và kết thúc vòng số 8. Sang vòng số 9, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 9. Sang vòng số 10. Đầu tiên là 5 mũi đơn. Sau đó là 1 mũi tăng. Rồi lại đến 5 mũi đơn. Sau đó là một mũi tăng và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 10. Sang vòng số 11. Các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Cứ một vòng tăng mũi thì đến vòng sau lại không tăng. Và các bạn cứ làm như thế đi.
kết thúc vòng số 11 sang vòng số 12. Các bạn sẽ móc đầu tiên là 3 mũi đơn. Tiếp theo là 1 mũi tăng. Tiếp theo các bạn sẽ móc là 6 mũi đơn. Tiếp tục lại là 1 mũi tăng, rồi lại 6 mũi đơn. Sau đó là 1 mũi tăng. Các bạn lặp lại một lần nữa. Cuối cùng là 3 mũi đơn. Kết thúc vòng số 12 sang vòng số 13. Vòng số 13 các bạn sẽ đổi sang len màu trắng nhé. Các bạn sẽ cắt cái len màu vàng này đi. Sang vòng số 13, các bạn sẽ móc như sau. Các bạn lên 2 bính này, móc vào chân lên bính là 2 mũi kép đơn chung một chân. Các chân còn lại các bạn cũng móc là 2 mũi kép đơn chung một chân.
kết thúc vòng. Các bạn cắt len. Và mình sẽ móc thêm một cái đường viền màu xanh nữa nhé. Các bạn sẽ chuyển sang len màu xanh ở hàng tiếp theo. Và các bạn sẽ móc như sau. Lấy len này. Sau đó lên một bính, móc vào cái chân lên bính đấy một mũi đơn này, chân tiếp theo một mũi tăng này, hai mũi đơn chung một chân ấy. Rồi lại một mũi đơn, sau đó là một mũi tăng, và các bạn móc như vậy đến hết vòng, cứ một mũi đơn sau đó lại đến một mũi tăng.